Thôi hôm nay chị anh lại mới tiếp tục bàn giao mẫu Soluto cho khách hàng đây. Đây đang giao dịch nha. Người em mua về, người em chạy gia đình đây. Soluto lên đường, thu đi để lại lá vàng, người đi để lại muôn ngàn yêu thương. Được chưa cô chú anh chị? Đó, trăm ngôn là xe đẹp là bao cọp là lên đường thôi. 29 bàn giao cho các quý tử rồi. Ok. Đẹp không em? Đỏ bọc đô, hết nước chấm chảy nước miếng luôn. Đây là mấy người em đây là biết cho anh lâu lắm rồi. Em biết cho anh lâu chưa? Em biết lâu rồi anh. Vậy hả? Dạ. Có con kênh không? Dạ, có anh. À, hôm nay nhận cái mẫu cái xe Soluto này em trai thấy sao? Quá đẹp anh. Mà hài lòng không? Dạ, hài lòng anh. Đó, phải vậy chứ. 29 giao xe cho khách hàng uy tín thì được bà con cô bác tin tưởng. Còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn đến với tay người sử dụng nha. Đó, khách lên coi xe mình tả xe chuẩn, cái khách mua khách đâu có phàn nàn gì đâu. Anh chị thấy không? Anh em quan trọng là cái quý nhau, cái là chân thành. Được chưa? Chân thành là trên hết nha bà con cô bác. Về nha. Bữa nào mày lấy xe này mày nhớ rủ anh đi nhậu ấy. Được chưa? Mai muốn anh đi taxi anh nhớ gọi em nhá. Ok ok. Rồi. Bữa nào nha, giao lưu nha. Rồi chúc các em đi tốt dùng bền nha. Lên đường rồi. Hàng loạt xe cứ từ từ cất bước theo các chàng dũng sĩ nha cô chú anh chị. Hàng đẹp và lên đường hết. Nhiều xe nha. Rồi bà con quan tâm nào mẫu nào thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Rồi Trần Anh phích lọc lá cho anh rồi nha. Mua là có bớt là bớt lục lá cho các anh luôn. Vui vẻ quá. Anh trước khi anh rời salon anh có lời gì nói đến khán giả của Trần Anh không? Xin mời anh nói đi. Em cũng biết nói cái gì nữa hết. Rồi, sao kỳ là chuẩn bị đem xe về đó à. Thấy gặp Trần Anh tuyệt vời không? Tuyệt vời. Đó. Đó, mua bán phải vui, không quan trọng mua bán phải kỳ kèo với khách hàng. Cẩm này thì sao này anh? Anh cứ chạy bình thường, còn anh thích ủy quyền em ủy quyền cho anh luôn, tất cả mọi thứ đều được hết. Ủy quyền thì gửi các bạch xe lên đây cho em là xong, nha. Rồi bàn giao mẫu Ion cho khách hàng, nên là khách hàng được trước cọc cho Trần Anh, rồi khách hàng nhờ Trần Anh dọn dẹp làm đẹp hết. Bữa nay dọn dẹp làm đẹp cho khách xong rồi, Ion giao xe cho khách rồi Honda City, khách Bình Phước cũng lên lấy rồi. Có toàn anh em tin tưởng với thân thương không anh em? Đây bà con nè, được cái em trai này được trước cho anh lấy xe về nó còn dơ lắm. Em kêu về dọn hết xì ba hết cho em, nay Trường Anh xì ba đẹp hết cho em rồi. Lên là bàn giao giấy tờ ký rút cho em ok hết nha. Em nhà ở đâu? Cà Mau à? Từ đi chạy về Cà Mau 800 cây á. Cà Mau à? Rồi, giao xe Eon cho khách hàng rồi. Đây là mẫu Lycity. Đây anh em, Lycity một người anh ở dưới cái gì ta? Bình Phước à? Bình Dương à? Bình Dương. Lên coi xe nè, đợt trước cọc cho thằng anh rồi. Giờ lên coi xe nè. Này đời này sơn chậm tút cũng có rồi. Chứ mình báo thẳng trên clip rồi mà, được cái máy số riêng không cấn lỗi thôi. Gia đình không dịch vụ luôn. Giao City cho khách. Đi mẫu này nó bền. Máy có 1.5 này anh em biết rồi. Dòng Honda, dòng thương hiệu của Nhật. Chạy em này bền lắm. Chạy thấy sao rồi em? Được không? Ngon quá không chê được. Ngon quá hết chê rồi hả? Có chê lắm. Có chê. Giờ phải chê mới được bớt hả? Đúng rồi. Đó thấy từ máy móc anh tạ xe chuẩn không? Đó tạ xe có sai đâu mà. Rồi giao Honda City cho một người em luôn nha. 2017 bên Trường Anh còn được ít xe nha cô nha. Con này em biết rồi bỏ. Cái này còn mấy chìa khóa? Cái gì em? Hình như là hình như còn chìa khóa, hai chìa khóa. Hai chìa phải á, hai chìa á. Cái này nó còn chìa khóa cho cô không ta? Rồi. Còn được ít xe anh em là quan tâm mẫu nào ủng hộ cho Trường Anh Ô Tô. Innova 2013 vẫn còn. Giá 280 anh em mua cho anh bớt 10, còn 273 bạn nghe gia đình nha. Không dịch vụ không taxi nha. Bên đây còn một mẫu đây là 260 anh em mua có bớt bớt 5 255 216. Em này là mẫu xe Kia Grand. Chung sáng giờ nhiều việc quá anh em. Khách hàng tới salon tùm lum. Sáng nay cũng bán được 6 7 con. Sáng nay giao hàng lẹt xe cho khách. Chi nhánh 1, chi nhánh 2, chi nhánh 3, chi nhánh 4.
giao hết 6-7 con xe rồi nha anh em nha. À, cứ một ngày bán 7-8 con là bình thường. Còn có ngày mà Trần Anh mà bán đắt hàng, ngày Trần Anh phải làm mười mấy con. Mình bán mười mấy con mình giao cho khách luôn. Không có đủ cái lượng xe mà lấy về cập nhật để giao cho khách rồi. Vinh Đai là vừa về nè. Anh chị, mẫu này xíu nữa Trần Anh đăng clip cho bà con có bác nha. Đây là mẫu xe phân khúc D Hyundai, đẹp chưa anh em? Đó, Hyundai S lên tre đẹp quá trời. Số tự động. Phân khúc D chạy sướng anh em nha. Mẫu xe sang. Mẫu xe sang của ngày xưa số tự động. Bản này là bản full có cửa sổ nóc. Quá rộng rãi. Đó, hàng tàn hàng thương hiệu không? Rồi, giao xe cho em trai em về luôn à. Về luôn mà. Nghe em mua chạy về Cà Mau luôn ghê không? Khiếp. Xe bãi. Còn là ít xe thôi, anh em nào quan tâm mẫu nào thì ủng hộ cho Trần Anh nha. Rồi chào anh em nha.